Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục ăn gì sáng nay, và đến với chuyên mục này thì chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị những bữa ăn thật là ngon và giàu dưỡng chất. Nhìn chung thì bữa sáng chúng ta, nếu mà quý vị thích ăn món nước thì quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có những cái món như là phở, là bún, đúng không ạ? Nhưng mà cũng là món phở, nhưng với những cách chế biến cầu kỳ và công phu, chúng ta có thể có những trải nghiệm về thưởng thức rất là khác. Và cụ thể thưa quý vị, phở Phên, một trong những thương hiệu phở độc đáo, không chỉ ở tên gọi mà còn là bởi quá trình để làm nên một bát phở vô cùng kỳ công và tỉ mỉ từ khâu chuẩn bị đến khâu chế biến. Thưa quý vị, sử dụng gạo nương của vùng núi Tây Bắc, qua quá trình ngâm, xay, tráng, thái đã tạo ra những sợi phở trắng ngần, mềm mại mà vẫn giữ được độ dai nhất định. Kết hợp với nước dùng đậm đà đã tạo nên một trải nghiệm đáng mong chờ cho một khởi đầu ngày mới. Ăn gì sáng nay mời quý vị sẽ đến với phở Phên, phở sạch được tráng thủ công theo phong cách đồng bào Tây Bắc quý vị nhé. Có cái tên phở Phên là cái phở của anh phơi ở trên phên, gọi là phở Phên. Và cái đặc biệt ở bên anh là cái gạo của anh là chuyển từ vùng Tây Bắc đến. Và gạo này thì gọi là gạo nương. Và cái chất liệu gạo là bên anh là tự làm thủ công. Gạo anh ngâm kỹ, rồi là anh xay, anh ủ bột cho bột lên men có độ dẻo, béo của bánh. Bánh rất là ngon. Phở bên tôi thì làm là nguyên chất là bằng xương bò và cộng cả xương heo. Thì 100 lít nước là tôi sẽ làm là 25 kg xương bò và 10 kg xương heo để hầm ra 100 lít nước lẻo. Bánh phở được làm thủ công và tráng trực tiếp khi khách hàng gọi món, đảm bảo rằng mỗi tô phở luôn giữ được độ tươi ngon, ấm nóng và hương vị đậm đà, mang lại cảm giác mềm mại và dịu dai. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện tinh tế giữa sợi phở tươi, thịt bò thơm ngon và nước dùng thơm ngọt, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó có thể nào quên được. Trước đây thì mình ăn cái nước nó thật sự là nó hơi nhạt, nó không được hợp khẩu vị lắm. Vì mình là người miền Trung mà, mình thích ăn mặn và cay. Nên thật sự là lần này là lần quay lại thứ hai, mình thấy nó nước phở rất là đậm đà. Bánh thì tráng bằng tay mà, nó không có cái vị giống như kiểu các nồi hàng khác. Nó dùng các hóa chất các thứ, nên mình ăn cảm thấy cái vị nó rất là tự nhiên. Phở Phên thì là một nơi mà mình cảm thấy rất là tin tưởng, cũng như là cái hương vị của phở Phên nó gần gũi nhất. Đặc biệt là rất là ấn tượng với cái nước phở ở bên này, vừa trong vừa thanh và rất là đậm đà. Và không gian quán cũng rất là rộng rãi, thoáng đãng, tạo một cái cảm giác rất là thoải mái khi mà đến trải nghiệm. Nấp mình sau mái hiên cổ kính, đâu đó và chút văn hóa Tày trong trang phục của nhân viên cũng là một điểm nhấn của phở Phên trong lòng thực khách. Không chỉ thưởng thức hương vị ngon lành, thực khách còn có cơ hội quan sát và trải nghiệm quy trình làm phở thủ công trong không gian bếp mở. Điều này mang đến sự gần gũi và tin tưởng cho thực khách về sự sạch sẽ và chất lượng của món ăn. Được chủ quán gợi ý là nên thưởng thức món phở bò bát đá đặc biệt, bởi vì đây là món best seller của quán, rất là to và đầy đặn đúng không ạ? Quý vị ăn sáng cùng tôi Tú nha! Phần nước dùng của phở Phên cũng là một điểm mà không thể nào mà không nhắc đến. Vị nước dùng trong thanh, ngọt khi mà thưởng thức không hề bị dậy mùi của quế, mà trái lại nó còn làm tăng cái hương vị đặc trưng của các loại nguyên liệu tự nhiên. Khi mà tôi thưởng thức thì wow, rất là tuyệt vời. Sợi phở mềm, dai, tự nhiên, khi ăn vẫn có thể xem được các đầu bếp làm và chế biến các công đoạn để làm sợi phở rất là an tâm, vừa ngon, sạch, dinh dưỡng lại rất là thú vị. Một bữa sáng rất là đặc biệt phải không ạ? Đừng quên ghé với quán phở Phên 156 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng. Còn bây giờ hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Ăn Gì Sáng Nay.